Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ báo Lao động, ngày 15 tháng 8, dư luận xôn xao vụ việc bé trai 7 tuổi bị bắt cóc tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Sau khoảng 10 giờ gây án, nghi phạm Nguyễn Đức Trung đã bị cảnh sát bắt giữ tại tỉnh Hà Nam. Cảnh sát cũng đã giải cứu thành công cháu bé bị bắt cóc. Chia sẻ với báo chí, anh NXC, tên viết tắt bố cháu bé cho biết, khoảng hơn 18 giờ ngày 14 tháng 8, anh đi tập thể dục về thì thấy con chạy vào hỏi mẹ. Khi anh bảo cháu đi tắm, cháu nói chờ mẹ về rồi lấy xe đạp đi chơi. Anh cho biết, khi bước chân lên cầu thang thì nghe tiếng trẻ nhỏ kêu cứu. Tuy nhiên lúc đó anh chỉ nghĩ là do trẻ con trêu đùa. Sau đó vợ anh về nhà và nói có một số điện thoại lạ gọi đến đe dọa đã bắt cóc con trai. Người này yêu cầu chuẩn bị 15 tỷ đồng để chuộc con, nếu không sẽ không được gặp con. Lúc này gia đình anh mới tá hỏa nhờ kiểm tra camera an ninh và báo công an. Theo nội dung từ camera an ninh, anh C cho biết phát hiện một người đàn ông điều khiển xe ô tô đã bắt cóc con trai. Cháu K bị nghi phạm quấn băng dính đen, bắt ngồi im ở hàng ghế phía sau. Kẻ bắt cóc sau đó chĩa súng về phía con trai anh và đe dọa. Gia đình anh C đã cố gom được khoảng 13 tỷ đồng, đồng thời trình báo với công an phường Việt Hưng về sự việc. Khoảng 19 giờ 45 phút, nhận được tin báo, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập khẩn Ban Giám đốc, chỉ huy các phòng nghiệp vụ và Công an quận Long Biên đến Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội để nghe báo cáo, đánh giá tình hình và chỉ đạo phương án, kế hoạch giải cứu bé trai, bắt bằng được đối tượng gây án. Sau đó, Công an thành phố Hà Nội đã huy động gần 200 chiến sĩ cảnh sát truy bắt nghi phạm. Suốt quá trình trên đường di chuyển, đối tượng bắt cóc liên tục gọi điện thoại cho vợ anh C. Các cuộc gọi kéo dài 20 đến 30 phút, yêu cầu chị này không được tắt máy để hắn kiểm tra và chỉ dẫn. Trải qua nhiều cung đường như kẻ bắt cóc yêu cầu, vợ anh C đến địa phận xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Đối tượng yêu cầu mẹ cháu bé dừng xe sát lề đường bên phải trên cao tốc rồi trèo qua lan can xuống phía đường gom bên dưới, nơi không có điện đường, không có dân cư sinh sống. Đến gần ô tô của kẻ bắt cóc, mẹ cháu bé tiến lại gần mở túi tiền cho hắn xem. Thấy nhiều tiền, hắn ta cầm luôn và định bỏ chạy. Tuy nhiên, mẹ cháu lao ra chặn đầu xe rồi nói quyết tâm phải đưa con về. Sau khi di chuyển được một đoạn, kẻ bắt cóc dừng xe và cho bé trai 7 tuổi xuống. Ngay sau đó, Trung bị lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội tiến hành áp sát vây bắt. Phát hiện bị lực lượng công an vây bắt, Trung đã chống trả quyết liệt, dùng súng bắn bị thương một cán bộ cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên. Về phía lực lượng chức năng, dù nghi phạm đang bỏ chạy, nhưng vì sự an toàn của cháu bé, họ chưa hành động. Đến khoảng 5 giờ ngày 15 tháng 8, khi nhận thấy cháu bé đã an toàn, cảnh sát lập tức vây bắt tên tội phạm. Theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều ngày 6 tháng 9 năm 2022, trên một số trang mạng xã hội Facebook tại tỉnh Thái Bình lan truyền thông tin về vụ việc một học sinh 6 tuổi trường tiểu học Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình bị một người phụ nữ lạ mặt bắt cóc ngay ngoài cổng trường. Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ, lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút rất nhiều lượt quan tâm, bình luận, chia sẻ của cộng đồng mạng. Hầu hết bình luận của cư dân mạng đều tỏ ra rất hoang mang, lo lắng, sợ hãi, nhất là khi sự việc xuất hiện vào thời điểm năm học mới vừa chính thức bắt đầu sau lễ khai giảng. Cụ thể, theo các dòng thông tin chưa được kiểm chứng xác minh bởi cơ quan chức năng nhưng đã xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Vào trưa cùng ngày, một cháu bé gái 6 tuổi là học sinh trường tiểu học Hồng Giang, xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình bị một người phụ nữ lạ mặt đi xe đạp dùng kẹo dụ dỗ trở đi sau giờ tan trường. Ngay sau khi nhận được tin báo, người phụ nữ đã bị đưa về trụ sở công an xã Hồng Giang để điều tra, xác minh làm rõ. Thượng tá Nguyễn Đình Quang, trưởng công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết đã lấy lời khai, xác minh, điều tra làm rõ vụ việc cũng như bản chất, nguyên nhân của nghi án bắt cóc trẻ em gây xôn xao dư luận. Trước vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi để tống tiền 15 tỷ đồng tại Hà Nội, dư luận cũng đã từng chứng kiến nhiều vụ bắt cóc trẻ em gây chấn động trong thời gian qua. Báo Lao Động đưa tin, vào năm 2020, đối tượng Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1988, trú tại tổ 5, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, đã nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em, xuất phát từ lý do con trai qua đời khi mới tròn 1 tháng tuổi. Thu đến công viên Nguyễn Văn Cử, phường Đại Phúc, Bắc Ninh, ngồi ở xích đu cạnh vườn hoa để quan sát. Sau đó, Thu mua bánh kẹo dẫn dụ cháu Nguyễn Cao Gia Bảo, 2 tuổi, đưa về phòng trọ. Khoảng 9 giờ ngày 22 tháng 8,
thu được nhân tình trở cùng với bé Bảo từ Hà Nội về nhà nhân tình tại xóm 16 xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Đến 21 giờ 30 ngày 22 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã giải cứu cháu Bảo tại nhà Bằng và bắt giữ Thu. Trước đó vào tháng 8 năm 2015 tại huyện Sơn Hòa, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra vụ bắt cóc trẻ em do hai đối tượng Lương Anh Hào 20 tuổi, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa và Nguyễn Tấn Dũng 16 tuổi thực hiện. Thông tin từ báo Lao Động, sau khi bắt cóc cháu Thảo, tên người bị nạn, Dũng gọi điện và nhắn tin cho chị Loan, mẹ của Thảo, đòi tiền chuộc 1 tỷ đồng. Mức tiền này do Hào đề xướng và sau khi lấy được tiền sẽ chia cho Dũng 200 triệu đồng. Chị Loan cho biết, khi nhận tin từ kẻ bắt cóc con mình, chị đã lập tức báo cho cơ quan chức năng vào cuộc. Ngày 15 tháng 8, dư luận xôn xao vụ giải cứu bé trai 7 tuổi bị bắt cóc tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Sau khoảng 10 giờ gây án, nghi phạm Nguyễn Đức Trung đã bị cảnh sát bắt giữ tại tỉnh Hà Nam. Cảnh sát cũng giải cứu thành công cháu bé bị bắt cóc, ghi nhận từ báo Dân Trí. Ông Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội cho thấy các đối tượng phạm tội ngày càng manh động. Những vụ việc tương tự có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất kỳ gia đình nào. Vụ việc xảy ra ở một khu đô thị có bảo vệ canh gác. Đặc biệt, đối tượng theo dõi nhiều ngày cho cơ hội ra tay. Việc dùng tay bịt miệng trẻ sau đó bắt lên xe cho thấy hành động hết sức táo tợn, ông An cảnh báo. Theo ông An, những vụ bắt cóc trẻ em thường vì mục đích tống tiền. Các đối tượng lợi dụng dùng sự an toàn, tính mạng của trẻ làm cái cớ để tống tiền. Do đó làm thế nào thông tin cho tất cả các bậc phụ huynh biết được kỹ năng bảo vệ em bé hết sức cần thiết. Để đảm bảo em bé tránh thoát được nguy cơ bị bắt cóc, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em nhấn mạnh, đầu tiên, cha mẹ luôn luôn phải để mắt đến trẻ, đặc biệt là trẻ nhỏ. Những nơi đông người, nơi vắng vẻ phải đặc biệt lưu ý, không được rời mắt khỏi trẻ. Hơn ai hết, bố mẹ phải thường xuyên trang bị kiến thức, chỉ ra cho trẻ những nguy cơ dễ bị bắt cóc, dạy trẻ nhận diện ai là người có thể dẫn đi ăn, đi chơi. Dạy con nhớ số điện thoại của bố mẹ, địa chỉ nhà, hạn chế ở những nơi chỉ có một mình, hãy đi theo nhóm bạn bè. Theo ông An chia sẻ, hiện nay không ít người có thói quen khoe nhà, cửa, xe cộ, thậm chí khoe con lên mạng xã hội. Ông An cho rằng điều này vô tình đẩy trẻ vào sự nguy hiểm. Kẻ xấu theo dõi qua Facebook sẽ biết được quy luật hoạt động của trẻ để tìm cách tiếp cận trẻ. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, các vụ việc bắt cóc trẻ em ngày càng xuất hiện nhiều là bài học rất lớn đối với các bậc phụ huynh. Theo bà Hòa, người lớn thường dạy trẻ cách cảnh giác với người lạ, tuy nhiên có rất nhiều vụ kẻ bắt cóc là người quen với trẻ. Vì thế, phụ huynh cần dạy con cảnh giác với cả những người quen. Quan trọng nhất là bố mẹ phải luôn gần gũi con trẻ nhiều nhất có thể để sẵn sàng chia sẻ. Đôi khi bố mẹ nên tin vào linh cảm của con mình. Khi trẻ nói con sợ người này người kia thì phải chú tâm tìm hiểu ngay và đừng coi đấy là chuyện của trẻ con mà bỏ qua. Bố mẹ cũng cần dạy con khi bị bắt cóc thì phải làm gì. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần trẻ hét to để gây sự chú ý của người xung quanh có thể sẽ làm cho đối tượng bắt cóc không thực hiện được hành vi của mình. Nếu được trang bị kỹ năng, trẻ có thể giữ an toàn cho mình và tìm cơ hội trốn thoát. Trong trường hợp trẻ không may bị bắt cóc, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khuyến cáo, phụ huynh không nên tự mình làm theo yêu cầu của đối tượng mà nên phối hợp và làm theo những chỉ dẫn của cơ quan công an. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.